Hello, xin chào tất cả mọi người, và em là Long đến từ showroom Tokyo Tu, có địa chỉ tại số 18 phố Hoàng Quán Chi, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thể theo nguyện vọng cũng như nhu cầu tìm của rất nhiều anh em về dòng xe Hyundai Creta thì hôm nay em có vừa về thêm được một bộ đôi mọi người nhá. Có màu trắng, có màu đen luôn, đều là hai mã màu mà rất nhiều anh em đang lựa chọn. Thì hôm nay em Long có về đó là hai chiếc Hyundai Creta bản 1.5 đặc biệt mọi người nhá. Một chiếc màu đen sản xuất là 2023, chiếc màu trắng sản xuất 2022. Thì như mọi người biết thì hiện tại bây giờ thì Hyundai Creta mới á, trong hãng bây giờ là sẽ được lắp ráp tại Việt Nam rồi. Và với hai phiên bản này của em Long đây thì đang là hai phiên bản chót của phiên bản nhập khẩu Indo mọi người nhá. Thì thực ra để mà nói thì ở Việt Nam mình ấy vẫn có một cái khái niệm xe nhập, nó vẫn có cái giá trị này cũng như là chất lượng nó sẽ hơn hẳn xe lắp ráp. Thực ra thì sở dĩ cái này cũng không phải là không đúng, em cả công nhận là rất đúng luôn. Nhưng mà hôm nay hai xe này thì em sẽ ưu tiên là dành cho anh chị nào mà đang cần tìm Creta và đặc biệt là xe nhập nhá. Thì em có hai sản phẩm luôn. Thì bật mí một chút xíu là hai chiếc này của em thì một chiếc màu đen này thì lăn bánh được 38.000 cây, còn chiếc màu trắng này 2022 lăn bánh được nhiều hơn một xíu là 48.000 cây mọi người nhá. Về chất lượng xe tổng thành thì đơn vị em Long luôn cam kết rõ văn bản luôn là xe không có đâm xô tai nạn ngấm nước, hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ và em rút hồ sơ rồi. Và cái thứ ba rất quan trọng đó là xe không có phạt nguội mọi người nhá. Và chúng ta cùng nhau đi với em từng xe một để chúng ta cùng nhau trải nghiệm và cảm nhận từng xe một nha mọi người nhá. Như mọi người biết đấy thì Creta thì theo như em được biết là ở trong hãng vẫn đang duy trì đâu đó khoảng tầm 3 phiên bản chính, đó là bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt. Nhưng bản đặc biệt sẽ chia làm hai bản là bản 1 tông và bản 2 tông. Bản 2 tông thì sẽ có thêm là nguyên phần nóc trên này màu đen đó. Nhưng mà em thấy rằng thì bản đặc biệt thì so với thị hiếu người tiêu dùng thì sẽ được nhiều người yêu ái hơn. Thì như mọi người nhìn cho em phần đầu xe thì Hyundai Creta khi ra mắt thì được rất nhiều anh em ưa chuộng. Bởi vì sao? Cái form dáng hình thức của nó được tiệm cận hơn với những mẫu xe đàn anh như là Hyundai Tucson đúng không mọi người. Nổi bật ở trong đầu xe đó là phần lưới tản nhiệt cỡ lớn này, đó được bê gần như là khoảng tầm 80% của Tucson sang rồi. Đi kèm thêm đó là phần đèn daylight ban ngày đấy, được hai bên nữa, rất là to mọi người nhá. Ở dưới chúng ta sẽ có đèn full led 2 tầng luôn đó. Ở phần đầu xe thì em đánh giá là Hyundai bây giờ đã thiết kế chỉnh chu và nhìn có cái gì đấy cực kỳ khỏe và năng động mọi người ạ. Chiếc xe này thì em tin rằng là sẽ phù hợp với những anh em nào mà chúng ta thứ nhất là mới mua xe lần đầu chẳng hạn, cũng thích một cái mẫu xe nhỏ nhỏ xinh xinh để đi trong phố và cũng có một cái gì đấy rộng rãi nữa thì chiếc xe này rất hợp lý luôn mọi người nhá. Và mọi người nhìn qua cho em những chi tiết góc cạnh, vát góc này, đặc trưng của những dòng Hyundai bây giờ đều được áp dụng hết trên xe này luôn mọi người nhá. Và dàn chân của xe thì chắc chắn rồi, em này thì chúng ta sẽ được trang bị đó là phần la răng là 17 inch mọi người nhá. Phần lốp thì em thấy rằng là vẫn liền đời theo xe này, bạn quay cho người xem qua đó, liền đời theo xe. Và phần rãnh lốp còn rất dày thì em tự tin luôn là với những chiếc xe và đặc biệt là chiếc này đây thì anh em nào mua về nhá, chắc chắn luôn nếu anh em dùng khéo vẫn có thể đi được khoảng tầm đến 60.000 cây nữa mà phải thay mọi người nhá. Đó, và phần thân xe đây mọi người nhìn qua cho em đi, tất cả đường gân góc cạnh chỉ có một chút xíu, một vài điểm chi tiết xước nhỏ mà nó bé quá thì em Long xin phép là em Long sẽ không sơn, em Long sẽ để zin luôn đấy. Bốn lốp đều như vậy hết mọi người ạ. Em này thì được cái là chủ xe chủ yếu đi trong phố chính thôi nên là gần như là chuẩn chi tiết hao mòn là không có mọi người nhá. Đó, ở phần đuôi xe thì xe vẫn được trang bị những cái phần chi tiết zin nguyên bản từ đầu luôn, như phần cụm đèn được cách điệu này, đó led hết rồi mọi người nhá. Đằng sau sẽ được trang bị thêm là có cảm biến lùi này, có cam lùi và logo Hyundai và dòng chữ Creta được dập nổi trên này, rất là khỏe khoắn luôn. Đó, em xin phép là sẽ mở phần khoang cốp lên để cho mọi người chúng ta cùng nhau cảm nhận qua nhá. Phiên bản này thì chúng ta vẫn được trang bị là cốp cơ thôi, nhưng mà cốp đóng mở rất nhẹ nhàng. Phía trong này thì chúng ta sẽ được trang bị thêm một khoảng cốp khá là rộng mọi người ạ, cốp gập làm hai ngăn như này mọi người nhá. Ở đằng dưới này đây thì lốp dự phòng thì cũng có hạ lớp một chút xíu rồi, nhưng được cái là cũng khá là mới mọi người ạ. Đó, em này thì mọi người nhìn qua cho em ở phần trong đi, nội thất trong xe vẫn là zin mọi người nhá, nội thất bọc da màu đen ở tầng trên, phần áp mái trên này là màu kem mọi người ạ. Và mọi người nhìn qua cho em từ phần chi tiết như keo chỉ trên này này. Đó, đơn vị em Long khi nhập xe về thì em Long sẽ phải kiểm tra rất kỹ và sẽ cam kết rõ văn bản cho mọi người luôn là phần chi tiết keo chỉ thân vỏ khung răng động cơ hộp số là nguyên bản mọi người nhé. Đó, từ phần ốc mặt ốc phần ở phần cốp đây đấy, nó đều là zin hết rồi mọi người ạ. Đó, thực ra thì những cái này thì đơn vị em Long làm rất tốt rồi đấy. Bây giờ thì anh chị em chúng ta mua xe chúng ta có thể mang đi kiểm tra check test lại ở bất kỳ đâu mọi người nhé.
đó, đóng mở rất chắc chắn. Và em phải công nhận một điều rằng ấy là những dòng xe Hyundai bây giờ, đặc biệt là những dòng xe như Creta đây, phần thân vỏ rất dày dặn mọi người nhá. Đó, và em này thì mọi người nhìn qua cho em, động cơ 1.5 nó sẽ đánh vào sự tiết kiệm nhiên liệu đâu đó khoảng tầm hơn 6 lít 100 cây. Em nghĩ rằng là một con số chấp nhận được cho một chiếc xe 5 chỗ đi gia đình và đi trong phố mọi người nhá. Và chúng ta cùng nhau vào trong khoang thất của em Long để chúng ta cùng nhau trải nghiệm và cảm nhận với em Long luôn. Khi bước vào trong khoang nội thất thì mọi người nhìn qua cho em, từ phần keo chỉ ở bên hông cửa này cho đến phần tapi cửa còn rất đều và rất mới mọi người nhé. Đặc trưng là keo chỉ của dòng Hyundai Creta này sẽ có một chút ánh vàng đó. Và ở trong xe sẽ được trang bị nội thất bọc da nguyên bản màu đen, da ghế thì còn rất mới. Thực ra để mà nói thì rất nhiều xe, mà kể khách hàng lộng hay thôi, mua xe về thì gần như là cả năm cũng chỉ được đếm vài lần trên đầu ngón tay là đi đủ người thôi. Còn chủ yếu là chủ xe chỉ đi hàng ghế trước là chính thôi mọi người nhá. Hàng ghế sau còn rất mới luôn. Đằng sau chúng ta vẫn được trang bị là có cửa gió điều hòa này, cổng sạc này, mọi người nhìn qua cho em. Và xe được trang bị thêm đó là phần thảm sàn rồi mọi người nhá. Còn lại phần trần mọng theo xe là zin hết. Và có một cái điểm nhấn nữa là với phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ trang bị thêm loa bầu. Đó, loa bầu mọi người nhá, cho tăng trải nghiệm âm thanh tốt hơn mọi người ạ. Đó, rồi còn đây là khoang lái của xe. Khoang lái của xe thì chắc chắn rồi, được sử dụng nhiều hơn nên là sẽ có những chi tiết hao mòn. Ví dụ như là những cái phần chi tiết ở trong xe đây, thì phần vô lăng cần số của xe thì em nghĩ rằng là với con số 48.000 cây thì nó cũng chỉ ở mức gọi là cơ bản thôi, để vẫn còn rất mới mọi người nhá. Xe trang bị thêm là phanh điện tử auto hold này. Đó, màn hình điện tử cỡ lớn. Màn hình này thì em thấy rằng là rất giống với cả dòng Hyundai Tucson mọi người ạ. Điều hòa điện tử một vùng. Đó, có thêm cruise control này. Tăng giảm âm lượng, phím điều khiển bên này mọi người nhá. Xe trang bị thêm đó là phần màn hình ở trên này, đó là của cái phần cao hành trình mọi người ạ. Đó, chủ xe trang bị cao hành trình rồi, với anh em chúng ta phải sẵn đi thôi. Đấy, tính ra thì với cái phiên bản này thì em đánh giá rất cao mọi người ạ. Và chúng ta cùng nhau sang phần nội thất và ngoại thất của chiếc xe màu đen bên này mọi người nhá. Chiếc bên này thì cấu hình y xì luôn, chỉ khác nhau là màu đen thôi. Em này sản xuất là 223, mới lăn bánh được có 38.000 cây mọi người nhá. Và mọi người nhìn qua cho em này, chạy ít hơn mà, nên là phần chi tiết đèn đóm của xe có phần gì đấy nhỉnh hơn. Thực ra để mà nó mắt thường nhìn giữa hai xe này ấy, lệch nhau 10.000 cây nó không đáng là bao nhiêu mọi người ạ, gần như là mới tinh như nhau luôn. Đó, em này thì về phần lốp của xe đây cũng còn rất mới mọi người nhá. Lốp đét 223, sản xuất 23 sẽ đét 223 mọi người nhá. Trước kia là 22, đét 22. Đó, lốp lát theo xe cũng rất dày. Thực ra về lốp trước này thì nếu anh em nào chạy khéo như em bảo ngay từ đầu ấy, chạy được thêm khoảng tầm đến 60.000 cây vẫn thoải mái luôn mọi người ạ. Và phần thân vỏ của xe thì em thấy màu đen này thì nhìn xe nó lì hơn mọi người đúng không? Đấy, như lì hơn này. Về phần sơn zin của xe thì như hôm em nhận xe về nhá, cả hai xe tỷ lệ sơn zin còn tương đối cao, đâu đó khoảng tầm trên 90% đấy mọi người ạ. Cũng chỉ du di cho em một chút xíu là một vài chi tiết ở đầu cản là có xước sắt thì em sẽ cho thân sơn tỉa qua rồi. Đó, đằng sau vẫn được trang bị là có cảm biến lùi, có cam lùi đầy đủ mọi người nhá. Đây mọi người nhìn qua đi, em này thì lốp dự phòng thì em thấy rằng là sẽ mới hơn bởi vì chưa dùng lần nào. Đấy, nó mới như này mọi người. Đấy, mọi người nhìn này, nó còn nguyên chỉ xanh ở dưới này. Đấy, mọi thứ vẫn còn nguyên si hết mọi người nhá. Và màu đen này thì em sẽ, để mà nói thì giữa hai màu thì em thấy ưng màu đen hơn, bởi vì em đang đi một chiếc xe màu đen rồi, thì nhìn màu đen cảm giác nhìn đấy nhìn nó cực kỳ là manly luôn mọi người ạ. Đó, đấy, tất cả phần chi tiết keo chỉ là còn zin hết mọi người nhá. Cái này thì chắc chắn rồi, em sẽ cam kết rõ văn bản luôn, và anh em có thể mang đi kiểm tra, check test lại ở bất kỳ đâu cũng được nhá. Đó, và chúng ta cùng nhau lướt nhanh qua một chút xíu về trong khoang nội thất của xe. Với chiếc này thì nó cũng cấu hình tương tự trước kia thôi, cũng được trang bị ghế da màu đen và cũng lấy thảm sàn rồi. Em này thì ở trong xe thì nhìn có một cái cảm giác thì đấy, nó mới hơn một chút xíu bởi vì nó chạy ít hơn một chút mà mọi người. Đó, còn lại thì trong xe em thấy rằng vẫn là nguyên bản nhé, trang bị cửa gió điều hòa, cổng sạc này, loa bầu này. Đó, nội thất trong xe thì còn khá là tươi mọi người ạ. Đó, hai xe này thì sẽ dành cho anh em nào đến sớm thì sẽ được lựa chọn cả hai chiếc luôn. Đấy, anh em nhìn qua cho em đi. Em này thì hàng ghế thứ, ôi, hàng ghế đầu xe còn mới quá mọi người ạ, còn rất mới luôn. Ôi, mọi người nhìn này, nó căng bóng luôn này. Đấy, mọi người nhìn qua cho em, tất cả phần nhựa ở trên đấy, nhựa bóng còn rất là sạch. Đó, em này thì lăn bánh chính xác được là 38.800 cây, cũng rất là mới mọi người ạ. Đấy, để mà nói thì hai chiếc này của em thì nó là 1910 rồi, chẳng qua bây giờ anh chị nào mà lựa chọn với cái tầm tài chính nào thôi. Thì với chiếc 2022 màu trắng bên này thì khuôn tài chính em Long đang mong muốn khoảng tầm là 625. Còn chiếc màu đen bên này
thì tài chính nó sẽ lệch hơn khoảng tầm 20 triệu. Thực ra một đời xe nhà em Long bán ra chỉ lệch nhau từ 20-25 triệu một đời xe thôi anh em ạ. Nên là anh em nào quan tâm đến mẫu nào thì có thể cân đối qua hai chiếc này của em nhé. Và em Long đang còn rất nhiều xe khác nữa, nên là anh chị nào mà đang quan tâm đến mẫu xe nào nhé, đừng ngần ngại cứ nhấc máy lên và gọi riêng cho em Long qua số hotline phía màn hình nhé. Xin chào mọi người ạ.